Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria Kia Minh. Và có rất nhiều bạn đã comment ở trong cái video top 10 lần trước, đó là hãy làm về những cái áo đơn lẻ không nằm trong bộ nào mà nó vẫn có khả năng che giáp, lại còn phối đồ đẹp nữa. Và một bài toán không hề đơn giản chút nào. Và chúng ta đều biết rằng là kể từ khi trò Ghana Free Fire ra mắt cái vòng quay bắn kim cương thì chúng ta bắt đầu có một số những cái đồ mà nó có khả năng che giáp. Ở thời kỳ đó chúng ta chưa có các đồ bộ là như bây giờ, mà đa số những cái đồ của chúng ta đều là những cái đồ đơn lẻ dành cho chúng ta có thể phối đồ được mà thôi. Và trong video này chúng ta hãy cùng nhau đến với top 10 những cái áo đơn lẻ không nằm trong bộ nào nhưng vẫn có khả năng che giáp và để chúng ta có thể phối đồ rất đẹp. Ok, đồ đầu tiên của chúng ta đó chính là cái áo Corinthians. Cái áo này hình như vừa được bán trở lại giá 299 kim cương. Đây là cái áo của đội Corinthians, đội SCCP, nhà vô địch thế giới cách đây năm 2019. Và nó cũng là một cái áo của đội tuyển bóng đá, đội câu lạc bộ bóng đá Corinthians ở bên Nam Mỹ nữa. Và đây là một cái áo mà rất nhiều bạn yêu thích, cũng như là nhiều bạn thích sử dụng cái áo này để phối đồ, bởi vì là cũng giống như những cái áo bóng đá ấy, thì cái áo này trông nó rất là gọn gàng, đẹp đẽ và nó rất là dễ để cho chúng ta có thể phối hợp với các loại đồ bình thường, ví dụ như những cái quần tối màu hay là thậm chí là những quần sáng màu, hay thậm chí là các bạn phối đồ với cả những cái đồ bóng đá thì đều ok. Thì cái áo Corinthians này thời kỳ đầu ấy nó là một đồ tương đối hiếm, tuy nhiên thì về sau này nó đã giảm bớt cái độ hiếm đi khi ở bên Ghana đã bán lại cái đồ này vài lần rồi. Nên thực tế là có một thời kỳ thì cái áo này nó đã từng có một cái vụ, đó là server Việt Nam bán đầu tiên thế giới đấy, thậm chí là bán trước ở server Brazil, nơi mà quê hương của đội Corinthians. Tuy nhiên sau đó thì bên Ghana nó đã rút lại, và cho đến cuối cùng thì cái áo này nó đã bán được ra đúng lịch trình, và đến thời điểm này nó vẫn khá được yêu thích. Cái áo tiếp theo đó là áo biker. Và cái áo biker này ấy, thì mới thời gian ở đây nó mới được bán ở trong Ghana Free Fire ở Việt Nam mà thôi. Đây là một cái áo mà rất được các bạn yêu thích, bởi vì đây là một cái áo mà dành cho những người chơi mà hâm mộ một cái anh chàng ở bên server nước ngoài, một anh chàng có khả năng one shot rất tốt. Đấy, tôi không nhớ tên của anh chàng YouTuber đấy là gì, tuy nhiên thì nhờ anh chàng đó mà cái áo biker này trở thành một trong những đồ rất hot trong Ghana Free Fire. Cái áo biker này ấy, thì về cơ bản nó không gì đặc biệt lắm, trông thì nó khá là giống một số những cái loại áo khác trong Ghana Free Fire. Tuy nhiên thì vì cái độ hiếm của nó trong suốt một thời gian nên nó đã trở thành thứ đồ mà rất nhiều người săn đón. Tuy nhiên thì về sau này cái áo biker này nó được bán tương đối rộng rãi, nên bây giờ chúng ta hoàn toàn thể sở hữu cái áo biker này. Theo mình nhớ ấy, thì cái áo này cũng đã được quay trở lại server Việt Nam ít nhất là khoảng 2 lần. Và cái áo này là một trong số những cái áo mà mình đã sở hữu ở trong những cái sự kiện đó. Thì có thể trong tương lai bên Ghana sẽ bán lại cái áo biker này. Ngoài cái áo biker này nó còn một phiên bản nữa, đó là cái áo mà theo phong cách của Red Bull. Thì nó cũng na ná như cái áo biker này, tuy nhiên thì nó tên là cái áo biker da mà nó có màu khác. Một trong những cái áo rất đẹp trong Ghana Free Fire đó chính là cái áo nanh rồng này. Đây là áo nam nanh rồng. Mình không nhớ là áo này lấy ở đâu, nhưng có vẻ như áo này đến từ cái thẻ của cực thợ săn rồng cách đây cũng khá lâu rồi. Thì cái áo này nó là một cái áo đặc biệt, bởi vì đa số những cái áo di lê khoét nách mà theo cái dạng áo khoác di lê khoét nách này ấy, ở trong Ghana Free Fire thì đều không che giáp. Tuy nhiên thì riêng cái áo nanh rồng này nó lại có che giáp. Thế nên đây cũng là một trong những cái vật phẩm, một trong những cái áo đơn, không, nó không nằm trong bất kỳ bộ nào cả. Nó không có quần, không có giày đi kèm, mà nó chỉ là duy nhất một cái áo đơn lẻ thôi. Thì áo này ở thời điểm hiện tại cũng có khá nhiều bạn thích sử dụng, đó là cái áo nam nanh rồng này. Và có rất nhiều những cái áo đẹp ở trong Ghana Free Fire. Tuy nhiên thì mấy cái áo này nó lại không che giáp. Đấy, mấy cái áo mà theo kiểu áo khoác di lê khoét nách này nó lại không che giáp anh em ạ. Đấy, và chỉ có đâu đó khoảng 3 cái áo trông tương tự như này. Nhưng hai cái áo kia, một là cái áo đầu lâu hay là cái áo gì đó tôi cũng không nhớ nữa, nhưng nó đều nằm trong một cái bộ. Chỉ riêng cái áo nam nanh rồng này nó là một cái áo đơn lẻ không nằm trong bộ nào nhưng lại vẫn có che giáp nha anh em nhá. Ok, chúng ta chia tay với ba cái áo đầu tiên, chúng ta đến với cái áo thứ tư. Cái áo này thì quá nổi tiếng rồi, đây là áo thám hiểm mà anh em hay gọi là cái áo phao vàng. Thì cái áo thám hiểm này nó cũng là một trong những cái đồ mà thời kỳ đầu, nó ra mắt từ thời kỳ đầu Ghana Free Fire đến thời điểm hiện tại và rất thích, rất nhiều người yêu thích. Cứ mỗi lần mà đến mùa đông ấy là tôi lại thấy là bên Ghana lại bán cái áo này. Bên cạnh đó thì cái áo này thời xưa nó cũng không phải là một cái áo mà nó quá hiếm đâu. Tuy nhiên thì có lẽ những cái người mà sở hữu cái áo này từ thời đầu tiên ấy họ cũng đã mất ác hoặc họ đã nghỉ đêm rồi. Đấy, nên là cái áo này nhiều khi mặc và nhiều bạn có hỏi là đây cái áo gì mà trông nó rất đẹp. Cái áo này thì cơ bản là nhìn nó trông nó rất là thời trang, tại vì là nó giống như là những cái áo mặc ngoài đời. Ở trong Ghana Free Fire thì anh em đặc biệt thích những cái áo nó giống ở ngoài đời. Tuy nhiên tôi không rõ lý do vì sao bên Ghana ít khi ra những cái loại áo như thế. Đấy, bây giờ chúng ta thường là hay theo kiểu áo giáp hoặc là những cái áo dài hoặc là những cái áo mà theo bộ, theo chủ đề, còn những cái áo lẻ ví dụ như áo trang phục đời thường này thì không thấy bên Ghana Free Fire ra nhiều nữa. Thì tôi hy vọng là trong tương lai ấy, thì bên Ghana Free Fire
họ sẽ ra nhiều những cái áo mà theo kiểu phong cách đời thường như thế này thì chúng ta rất là dễ phối đồ, rất dễ mặc nữa. Đấy. Ok, cái áo thứ 5 mà chúng ta nhắc đến ở đây cũng là một cái áo mà trong suốt một thời kỳ nó được săn đón, đấy là áo cổ rùa đen. Và cái áo này nó là áo len cổ rùa. Cái này thì các bạn mà không hiểu tại sao nó gọi là áo len cổ rùa thì các bạn cứ hỏi bố mẹ các bạn, các bố mẹ các bạn sẽ giải thích cho. Đấy, thì gọi là sao áo len cổ rùa thì cái áo này nó là áo cổ rùa đen. Và cái áo này thì trông nó như tôi đã nói rồi, nó rất giống như cái áo len màu đen ở ngoài đời. Và các cái bạn nam mà yêu thích mặc kiểu màu tối ấy, ví dụ như là mặc áo đen quần đen xong rồi đi một cái giày trông nó đẹp đẹp một chút. Đấy, để mà cái tóc trông nó xịn sò bóng mượt một tí đấy, như nhân vật tôi đang mặc này thì trông nó khá là thoải mái đấy, trông nó mặc rất là thích đấy, trông nó rất thích mắc. Đôi khi ở chúng ta mặc những cái đồ đơn giản là chúng ta lại có những cái sự gọi là hứng thú đấy, chưa chắc là mặc những cái đồ xịn, mặc những cái đồ mà nó diêm dúa quá chúng ta cảm thấy thoải mái đâu. Đấy, thì cái áo len cổ rùa này là một trong những cái áo mà có thể phối với rất nhiều loại quần, rất nhiều loại giày và đủ các loại đầu tóc. Và đó là lý do vì sao mà đây là một trong những cái áo được rất được yêu thích trong Ghana FiFi, là một cái áo đơn có khả năng che giáp lại cực kỳ được yêu thích. Và mỗi lần mà cái áo này được bán lại thì game thủ mua cái này rất là nhiều, và hy vọng là Ghana nào cũng sẽ sớm bán lại cái áo này. Đấy, biết đâu lại bán lại ngay 1-2 ngày nữa hay chăng. Đấy, ok con dê, chúng ta cùng nhau đi đến cái áo tiếp theo. Đây là áo giang hồ. Đấy, đây là áo giang hồ nha anh em nhá. Áo giang hồ này ấy, thì nó có hai loại, đó là áo giang hồ nam và áo giang hồ nữ. Và cái áo giang hồ nam ấy thì nó chỉ hình như là nó chỉ có một màu thôi, nhưng cái áo giang hồ nữ nó lại có hai màu. Đấy, áo giang hồ nữ nó có một cái áo là áo giang hồ nữ đỏ và áo giang hồ nữ xanh. Đấy, thì áo giang hồ nữ ấy thì màu nó giống như là cái áo này, tuy nhiên thì nó có hai phiên bản đấy, một màu đỏ một màu xanh, còn của nam thì hình như là chỉ có một phiên bản này mà thôi. Đấy, tôi không nhớ là cái áo nam thì nó có hai phiên bản hay không, nhưng đây là cái áo mà tôi sở hữu được ở trong vòng quay màn kim cương trước đây. Thì cái áo này nó cũng là một trong những áo mà khá là dễ phối đồ, cũng có khá nhiều những cái áo mà theo phong cách phanh ngực giống như là cái áo giang hồ này, tuy nhiên thì không có nhiều áo mà nó có họa tiết hoa văn đẹp như áo giang hồ này. Đấy, và đặc biệt là hai cái áo nữ ấy, thì còn đẹp hơn hai áo nam, đẹp hơn cái áo nam này nha anh em nhá. Đấy, nếu ví dụ như anh em nào mà từng chơi ở trong cái thời kỳ mà cái vòng quay bán nó còn có cho mình, đó là cái vòng quay này, thì anh em cũng sẽ có thể để ý là cái vòng quay cái bộ giang hồ này nó cũng khá là phổ biến. Đấy, không phải là một cái áo quá hiếm đâu. Ok, chúng ta cùng nhau chuyển qua, đó là cái áo tiếp theo, đó là áo Skyler. Và áo Skyler thì ở trong Ghana FIFA ấy có ba cái áo phông của ba người nổi tiếng, một là áo Alok, hai là áo Skyler, và ba thì nó là áo ui rồi đứng đây làm gì đấy bạn ơi, và ba nó áo nhân vật ca. Đấy, thì cái áo của Alok ấy, không hiểu sao cái áo Alok DJ màu ấy thì hôm trước tôi phải đưa ở trong một cái danh sách nó áo độc quyền nhưng mà nó lại không che sáp. Đấy, thì đến cái áo Skyler thì bên Nga nào FIFA họ đã rút kinh nghiệm, thì áo này chắc chắn là phải có che giáp. Đấy, cái áo này là áo được nhận miễn phí nha anh em nhá. Và cái áo này thì trông nó cũng khá đẹp, đặc biệt là khi chúng ta kết hợp với nhân vật Skyler, tại vì nó gọi là tông xuyệt tông mà anh em. Thì đây cũng là một cái áo mà chúng ta có thể dễ dàng phối đồ, cũng như là nếu mà bạn là fan của anh chàng ca sĩ này thì các bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong cái chuyện phối đồ cả. Đấy, rất là đơn giản, như đan rổ anh em ạ. Và rất đơn giản luôn. Đấy, đó là những gì mà chúng ta được thấy ở trong cái bộ trang phục này. Đấy, tức là nói chung là chúng ta chỉ cần quần trắng áo đen thôi là trông nó cũng đã đẹp rồi nhá. Một điểm trừ của cái áo Skyler này đấy là cái họa tiết ở trên hình của nó không được sắc nét. Đấy, họa tiết nó không được quá sắc nét, nên là mình cũng cảm thấy có thể là do cái áo này nó màu đen nên bên Ga nào cũng không làm những họa tiết là quá sắc nét. Nhưng đây vẫn là một cái áo mà theo mình đánh giá tương đối đẹp. Đấy, tương đối đẹp dành cho những cái bạn mà muốn phối đồ. Cái áo tiếp theo thì nó không có bất kỳ một hoa văn họa tiết gì, nó là cái áo màu đen. Cái áo đen này ấy, thì ngày xưa ban đầu nó không che giáp, nhưng ở về sau bên Ghana nâng cấp nó lên để che giáp. Nó là một trong số ít những cái áo mà ra mắt từ thời kỳ khá cổ trong Ghana FIFA. Cái áo này thật sự nó không có tí họa tiết nào, và khi mà mặc vào anh em trông không khác gì con bót luôn. Đấy, nhưng mà cái sự đặc biệt của nó lại nằm ở chỗ đấy là nó không có bất kỳ một cái họa tiết gì anh em ạ. Đấy, thế nó mới thú vị. Và rất nhiều bạn đã đi săn cái áo này, bởi vì cái áo này trong một khoảng thời gian ấy, ngày trước ấy chúng ta chỉ có áo này theo ngày thôi, nhưng sau này chúng ta đã có cái áo này vĩnh viễn. Và cái áo này ấy, thì mỗi khi mà bán lại bên Ghana cũng bán lại một cái giá tương đối phải chăng. Đấy, thế là những anh em mà thích đi đóng giả bót ấy thì nhiều anh em cũng rất là thích mặc cái áo này. Đấy, anh em mà gọi là phong cách đi giả bót ấy thì rất thích mặc theo cái phong cách này. Đấy, xịn sò con bò luôn anh em ạ. Đấy, quá xịn sò con bò luôn. Đấy, thì cái áo này mình nghĩ là bên Ghana cũng sẽ chuẩn bị để bán lại đấy. Thế nên anh em nào mà muốn đóng giả bót thì anh em đấy, tôi vừa nói xong có thằng nó mặc áo cổ rùa đen đúng tôi không đấy. Đấy, vừa nói xong. Đấy, nói chung là nhiều người mặc cái áo này lắm. Tôi thấy là đây là áo theo phong cách giả bót anh em ạ.
Chúng ta cùng nhau chuyển qua cái áo ở vị trí half chót. Thì như tôi đã nói rồi, ngoài nhân vật Alok cũng như nhân vật Skyler, chúng ta còn có nhân vật K. Nhưng mà khác với nhân vật Skyler thì cái áo của nhân vật K này rất đẹp. Đây là áo sư tử và áo này là áo độc quyền của nhân vật K. Áo này là áo của nhân vật K, nhưng mà ai cũng có thể mặc được. Và trên cái áo này nó có cái hoa văn họa tiết hình con sư tử, đằng sau lưng thì nó là hình K của cái anh chàng Kashmir, cái anh chàng DJ Kashmir này. Đấy, thì cái anh chàng này phải nói là cái đây là một trong những cái áo rất đẹp trong Anafi Fight. Ở trước mặt trước nó là hình con sư tử. Đấy, và trông nó rất xịn xón. Bò áo này khi mà chúng ta kết hợp với các loại quần tối màu hoặc thậm chí là quần sáng màu, quần đùi của đĩa thứ đều ok hết. Đấy, đều ok hết anh em nhá. Và cái áo này thì không biết là bên Ghana họ có bán lại hay không. Đấy, bởi vì cái đợt mà nhận cái áo này, tôi nhớ áo này là chúng ta nạp tích lũy thì chúng ta có thể nhận được cái áo này thì phải. Và mình thấy ở bên server nước ngoài thì anh em khá thích mặc cái áo này, còn không biết là bên server Việt Nam thì sao. Áo này có một điểm trừ, nó là màu trắng nên là chúng ta khi mà mặc áo màu trắng thì chúng ta dễ bị đối phương bắn trúng hơn. Đấy, nhưng mà nói về chuyện áo màu trắng thì có một cái áo màu trắng mà đến thời điểm hiện tại vẫn rất nhiều anh em muốn mua. Đấy, rất nhiều anh em muốn mua, chắc anh em đoán ra quán quân của chúng ta đó là áo sau nhiều giờ. Đấy, đây là một cái áo mà nó có một cái cà vạt ở phía đằng trước và áo này có che sáp. Có một thời kỳ đầu khi mà áo này mới ra ấy thì nó che sáp, sau đó thì bên Ghana loại bỏ tính năng che sáp áo này đi và nhận được rất nhiều những cái phản hồi tiêu cực từ người chơi, nên bên Ghana lại quyết định là cập nhật lại cho áo sau nhiều giờ này được gọi là che sáp. Và cái áo này ấy, thì phải nói rằng nó rất hot, tại vì trông nó, cái áo này trông nó đậm chất sinh tồn. Đấy, trông cái áo này nó rất đậm chất sinh tồn. Ở bên Ghana game thủ vẫn kêu gào đòi là Ghana ra nhiều những cái áo mà theo cái phong cách giống như cái áo sau nhiều giờ đấy hơn. Thực sự thì cái áo sau nhiều giờ này các bạn phối hợp với bất kỳ các thể loại tóc nào, từ đầu chọc cho đến gọi là tóc dài. Đấy, rồi từ quần nâu cho đến quần gọi là quần bò các kiểu đều hợp hết. Đấy, nó là một cái áo mà nó đeo cái cà vạt nó trông rất là xịn sò, nên là nó đa số phù hợp hết với tất cả các loại trang phục trong Ghana FIFA. Ok, và đó là top 10 những áo đơn đấy, không nằm trong bộ nào mà nó vẫn có khả năng che giáp trong Ghana FIFA. Các bạn còn phát hiện ra cái áo nào như vậy không thì đừng quên comment phía dưới nhá. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.